kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 8 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tập trung rèn nền nếp cho học sinh lớp 1. Các tổ chức tôn giáo chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Leo phối hợp với Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện kê khai tài sản thu nhập, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập và tìm hiểu các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, các điểm cơ bản về kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, phương pháp phân loại, xử lý các đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh vướng mắc, bất cập từ cơ sở để vận dụng trong thực tế. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giúp đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh, kéo dài. Huyện Buôn Đôn đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Liệt sĩ Đào Văn Phượng sinh năm 1946 tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, hy sinh ngày 17 tháng 10 năm 1967. Từ thông tin gia đình, thân nhân liệt sĩ và thông tin từ đồng đội cũ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm quy tập được hài cốt liệt sĩ Đào Văn Phượng. Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt của liệt sĩ Đào Văn Phượng được quy tập về tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Buôn Đôn. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Buôn Đôn và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân đã mặc niệm thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với liệt sĩ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Taekwondo tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Ea Leo đã tổ chức giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Tham gia giải có 22 đoàn với hơn 500 vận động viên tranh tài ở 50 nội dung. Qua 5 ngày thi đấu, với tinh thần quyết tâm cao và nỗ lực hết mình, các vận động viên đã mang đến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Thông qua giải, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9, 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk và đánh giá phong trào Taekwondo của các đơn vị địa phương trong tỉnh, đưa bộ môn này phát triển ngày càng sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2017 đến nay, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả gần 1,8 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Các hồ sơ tiếp nhận trả kết quả chủ yếu về lý lịch tư pháp, cấp đổi hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe ô tô, xác minh thông tin cư trú, đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp đổi giấy đăng ký xe máy, thẻ căn cước, thu phí nộp phạt giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, v.v. Hiện nay, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk có 172 điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 158 điểm đạt yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và an toàn, đảm bảo đúng thời gian quy định. Do đó, nhiều người dân đã tin tưởng sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Công an huyện Buôn Đôn đã bàn giao cho Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra xử lý theo pháp luật một đối tượng trộm xe máy. Đó là Dương Văn Phúc ở xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Qua điều tra ban đầu ngày 10 tháng 8 năm 2024, tại phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Phúc đã lấy trộm của một người dân chiếc xe máy rồi chạy lên xã E Hoa, huyện Buôn Đôn, cầm cố lấy hơn 7 triệu đồng. Sau đó, ngày 22 tháng 8 năm 2024, tại chợ Bù Đăng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Phúc tiếp tục lấy trộm của một người dân chiếc xe máy rồi chạy lên huyện Buôn Đôn, đang tìm mối tiêu thụ thì bị một tổ công tác của công an huyện phát hiện, bắt giữ, thu hồi hai xe tăng vật. Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học là bước thay đổi quan trọng với học sinh lớp 1.
Từ thoải mái chạy nhảy, nô đùa, các em phải làm quen với việc tập trung học bài, khiến không ít trẻ bỡ ngỡ, òa khóc, sốc tâm lý. Vì vậy, việc rèn nền nếp kỹ năng cho trẻ lớp 1 trước thềm năm học mới được các nhà trường chú trọng triển khai. Để giúp các em lớp 1 thích nghi với môi trường mới, các cô giáo trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Buôn Ma Thuột đã dành nhiều thời gian rèn kỹ năng, tổ chức các trò chơi, làm việc nhóm, hoạt động tập thể, rèn nếp ăn uống, nghỉ trưa, vệ sinh cá nhân cho các em. Con rất thích tới trường, có bạn mới, có cô mới, con lại học thân rất tốt. Thì vào những ngày đầu sẽ còn nhiều bỡ ngỡ thì cô sẽ cố gắng dìu dắt các em, chăm chút cho các em từng chút một, rồi hướng dẫn các em cụ thể như là xem thời khóa biểu bằng hình ảnh. Ví dụ như là môn toán thì cô sẽ đưa vào đó là cuốn sách toán để cho các con có thể tự sắp xếp được, hình thành cho mình cái thói quen tự giác. Rồi qua đó thì hướng dẫn cho các con là học đan xen với chơi để cho các con đỡ bỡ ngỡ hơn so với lại môi trường của mầm non. Chuyển cấp là giai đoạn một số học sinh bị sốc về mặt tâm lý, đặc biệt đối với trẻ từ mầm non chuyển sang cấp tiểu học. Học sinh sẽ thay đổi các thói quen sinh hoạt, hoạt động vui chơi sang tập trung vào việc học tập. Đa số nhiều em chưa thể thích nghi với sự thay đổi, thậm chí cảm thấy hoang mang, lo lắng và sợ đến trường. Do đó, các cô giáo phải dành nhiều thời gian để hướng dẫn, dạy bảo và lắng nghe từng em. Mình sẽ cho các con tự tin là ví dụ khi mà cần cái gì thì sẽ nói với cô, là sẽ có một số cái quy định về nề nếp, là khi các con muốn cái gì, cần cái gì thì các con cũng phải tự tin nói cái điều các con muốn để các con sẽ được đáp ứng theo cái nhu cầu các con. Đến nay, các trường tiểu học đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần làm quen cho học sinh lớp 1 phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. Bên cạnh đó, các trường cũng phân công các đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm chuẩn mực, giàu lòng yêu thương, tận tâm với học sinh, làm chủ nhiệm các lớp ở khối 1. Với một cái năm học mới thì mang đến cho các cháu khối lớp 1 cũng như là khối tiểu học những cái kiến thức mới, rồi những cái trải nghiệm mới. Cùng với đó là để các cháu có những cái tiền đề rất là thuận lợi cho các cái lớp tiếp theo. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có khoảng 38.000 học sinh lớp 1. Đến nay, 100% trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cho học sinh lớp 1 tự trường và hướng dẫn các em các kỹ năng cần thiết để nhanh chóng thích nghi với môi trường và điều kiện học tập, phương pháp giáo dục trong trường tiểu học, đồng thời tạo niềm vui cho các em đến trường trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, chung tay cùng cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả của các tổ chức tôn giáo đã phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo. Tại xã Eco Tour, huyện Chư Quyên, cùng với mô hình vùng tôn giáo 3-0, không có tội phạm, không có người nghiện ma túy, không có người vi phạm pháp luật, đồng bào có đạo trên địa bàn xã còn tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với tâm niệm một tín đồ tốt phải là một công dân tốt, thời gian qua bản thân tôi cùng bà con lương giáo tại địa phương luôn sống hòa thuận, yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau và luôn đồng thuận thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, từ Ban Mặt trận của xã cho đến Ủy ban Mặt trận của huyện, của tỉnh, tôi thường xuyên liên quan đoàn kết với nhau, học hỏi lẫn nhau để tiếp thu và tuyên truyền lại cho giáo dân của mình để biết được lãnh đạo của mình đối với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Ví dụ là công việc mới hoặc là công việc cũ phải tuyên truyền với bà con giáo dân của mình để nắm bắt được tình hình. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia vào các chương trình nhân đạo từ thiện với phương châm hướng đến đối tượng yếu thế. Từ năm 2020 đến nay, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã quyên góp kinh phí để trợ giúp cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Các hoạt động thiện nguyện này đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vẫn đồng hành cùng với Mặt trận tỉnh trong các cái công cuộc như là thi đua yêu nước cũng như là chung tay vì người nghèo, xây nhà tình thương tình nghĩa, thì Ban Trị sự cũng như các chùa trong tỉnh nói chung là cũng đóng góp nhiệt tình cùng với cái sức của mình, với cái công của mình, thì mình cùng với Mặt trận này xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cái lý do để cơ sở mở là do có những người họ có hoàn cảnh khó khăn, có con khuyết tật và không biết đi về đâu, họ tới họ xin các sơ, và để đáp ứng cái những cái nhu cầu của những người bất hạnh đó thì các sơ bắt đầu có ý nảy sinh ra cái ý định là thành lập cái trường này. Các sơ đã tạo điều kiện cho các em học văn hóa ngay từ nhỏ, không chỉ dạy kiến thức mà còn chăm sóc các em và giáo dục các em về nhân bản để các em trở thành những con người tốt, cái xã hội có ích cho xã hội. Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết tôn giáo là mục tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, qua đó góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và bản sắc.